Alo, Tường Kinh là Trúc Anh. Sao giọng anh kỳ vậy? Anh bệnh lại hả? Không, không phải. Tại vì mà có chuyện gì không Trúc Anh? Cả đêm qua tôi không ngủ được, chỉ để nghĩ ngợi về chuyện đi hay ở của Mạnh. Dù công ty rất cần người có năng lực như Mạnh, nhưng việc đi hay ở là quyền của Mạnh. Nếu Mạnh thấy ra đi là tốt cho tương lai thì Tuyết Anh lúc nào cũng ủng hộ. Cảm ơn Tuyết Anh đã hiểu giùm tôi. Nhưng trước khi anh đi, Tuyết Anh có một đề nghị nhỏ, hy vọng Mạnh sẽ chấp nhận. Tuyết Anh cứ nói đi, tôi làm được gì tôi sẽ làm. Tuyết Anh muốn tổ chức một bữa tiệc để nhân viên trong công ty được chia tay với Mạnh. Công ty làm tiệc chia tay à? Đúng vậy. Anh đồng ý chứ? Sao lại phản đối? Có được một buổi chia tay là tốt chứ. Lẽ ra tôi phải là người đứng ra xin tổ chức tiệc này mới đúng. Không sao, công ty sẽ tổ chức. Vậy Tuyết Anh sẽ nhắn thời gian và địa điểm cho Mạnh sau. Ok. Dạ, cảm ơn chị. Ủa anh sao vậy? Không có gì. Mệt hả? Thì vô ngồi nghỉ đi, để em làm phụ cho. Thôi được rồi, để anh. Không, tại vì anh thấy áy náy vì tối nay không đưa em đi ăn như đã hẹn. Bộ có việc gì đột xuất hả? Tối nay công ty tổ chức tiệc chia tay, mình không tới thì coi bộ không lịch sự lắm. Tiệc chia tay của công ty thì phải đi rồi, ngày mai mình đi ăn cũng được mà. Nhất định anh sẽ về sớm, mà không chừng anh sẽ để bụng đi ăn với vợ đó. Mà nhớ đừng có uống nhiều quá nha, mới bệnh xong đó. Anh biết rồi, em yên tâm đi, anh sẽ nhớ lời em dặn. Kỳ vậy ta? Đó là liên quan toàn công ty, sao không thấy ai hết vậy? Mời vào. Đẹp quá. Ủa mà mọi người công ty đâu hết rồi? Họ chưa tới hả? Mạnh ngồi đi. Cảm ơn Tuyết Anh. Đừng nói đây là những món mà Tuyết Anh tự tay mình làm nghe. Còn nhiều món đặc biệt nữa, có thể Tuyết Anh nấu chưa khéo. Mạnh ăn đừng có chê nha, vì đó hoàn toàn là thành ý. Người đàn ông nào mà được Tuyết Anh lựa chọn chắc là hạnh phúc lắm. Người đó Mạnh cũng biết mà. Mạnh chúc phúc cho Tuyết Anh, chúc cho Tuyết Anh cầu được ước thấy đi. Chúc cho Tuyết Anh gặp được ý trung nhân như ý muốn của mình. Cảm ơn lời chúc phúc của anh Mạnh rất nhiều, và hy vọng lời chúc đó sẽ sớm thành hiện thực. Mạnh khui rượu đi. Mẹ không về là con nhịn luôn hả? Hồi nãy con định nằm nghỉ ở trong phòng, đắp chăn kín cho khỏi sợ. Trời đất ơi. Nè,
lần sau đừng có để cho thằng Mạnh ra ngoài ăn nha. Nhà không có bóng dáng đàn ông như nhà quan vậy. Mẹ nói gì ghê vậy? Hôm nay là tiệc công ty, ảnh kêu ảnh ở nhà cũng kỳ lắm. Tiệc ở công ty đông người không? Chứ mẹ nói thiệt á, để thằng Mạnh ở cạnh cô giám đốc á, mẹ không yên tâm. Một phụ nữ ghê gớm đó. Hết hôm nay là ảnh không gặp cô ta rồi. Thiệt hả? Như vậy là cũng may. Nhưng mà thôi, tốt nhất bây giờ con lấy điện thoại gọi cho thằng Mạnh, kêu nó về sớm đi. Thôi ai làm vậy, kỳ cục lắm. Thôi con không làm đâu. Cứ để cho anh muốn làm gì thì làm. Vậy là con chưa có nhiều tình cảm với thằng Mạnh hả? Ừ, cứ lơ là đi. Rồi đến lúc có đứa nó lấy mất á, thì ngồi đó mà khóc nha. Hơn nữa đàn bà quá lứa lỡ thì, giỏi giang, giàu có, mà chưa chồng nữa, không có cái gì mà nó không dám làm đâu. Dạo này mẹ mắc bệnh nói nhiều đó. Không nghe thì thôi. Con gọi điện cho ba hoài mà ba không có bắt máy. Mẹ đi tìm ba đi. Không có đâu. Ông làm gì kể xác ông chứ. Lúc này chắc tìm được cái gì vui thú bên ngoài rồi. Nói thiệt á, mẹ hận ổng lắm.